Hello hello, chào tất cả các bạn ghé xem clip của tớ nha. Nay tớ lại tiếp tục làm clip về vị tướng Nakaroth nha. Hôm nay sẽ lên cái dìu Leviathan, xem nó còn trâu còn khỏe không anh em nhé. Dìu Leviathan, anh em cần build đồ không nhỉ? Cần build đồ cho cái dìu nhỉ? Mà thực ra cái build đồ thôi thì anh em phải lên tùy trận đấy. Build thì mình vừa có check thì anh em check đồ, lên đồ anh em có thể thấy được đấy. Đầu tiên mình lên cái dìu, lên được một nửa cái dìu bé đấy, thì mình chỉ lên đôi giày trước nhá. Sau khi lên xong đôi giày thì mình có thể lên cái thương long ký ức để lấy thêm 15% tặng hồi chiêu, rồi mình lên nốt cái dìu đấy. Là anh em lên đồ để lấy giảm thời gian hồi chiêu, vì cái dìu nó không có thời gian giảm thời gian hồi chiêu, bắt buộc anh em phải lên cái thương long, nếu không thì con nai nó sẽ không đủ thời gian hồi chiêu anh em. Anh con nai phải đủ thời gian hồi chiêu, anh em bay muốn nó mới ảo diệu được. Thì mình sẽ lên thử cái dìu cho anh em xem nó còn trâu bò cũng có chơi với mùa 19 này không nha. Được cái đánh cái dìu thì anh em bay múa tự tin hơn hẳn, không lo bị chết, không lo bị chết sốc như kiểu lên kiếm. Anh em cứ vào giao tranh thoải mái, combo lỗi thì mình bay ra thôi, khó để chết lắm. Cây kiếm mà anh em mà combo mà nhảy hụt chiêu một thì khả năng bốc hơi của anh em rất là cao, nhưng mà cái gì thì nó khác. Cái gì thì anh em có thể tự tin bay vào khoe cá tính giữa đám đông, sau đó bay ra rất là zoom mốt luôn. Thế mình lại có hiện tượng chửi nhau gì đây? Mình vào mình chả để ý lắm, thôi mình đánh cứ đánh, quan tâm rồi chat lại mất thời gian lắm, cứ tập trung vào đánh thôi, hoàn thành nhiệm vụ của mình là được rồi. Đánh làm sao để không thẹn với nòng là được, phí quá đồng đội chửi mới thẹn với nòng, chứ còn mình cứ xanh mà cứ dương mạng là không thẹn với nòng kệ, đồng đội muốn làm gì thì làm, mình đi danh đơn mà. Đánh để phi tên 06, 07, 08 lúc ấy mới thẹn với nòng, lúc đấy chắc phải tắt chat ngay. Nhưng mà để lên cái dìu mà phi được cái tầm đấy thì không thể anh em ạ. Cầu băng xương gì nữa, đằng nào chả chết. Nào còn Nata xin nốt đi còn gì. Mặc dù cái dìu nhưng mà anh em đam vẫn rất khỏe nha. Anh em vừa thấy mình đam Nata vẫn rất khỏe, đam thoải mái anh em nhé. Có farm thì đúng là mình thấy cái dìu farm hơi chậm hơn so với cái kiếm farm sướng lắm, farm quái sướng á, nhưng mà đam người thì nó không khác biệt nhau nhiều đâu. Được cái anh em tự tin, những cái dìu của anh em combo để bắt AD tự tin lắm. Cái kiếm nhiều khi mình nhảy vụt AD ấy, khả năng lên bảng rất cao nha, nó bắn lại cho thì thề luôn, chết luôn được ấy. Ai nít pha nó bị làm sao mà sao lại đi kiểu gì nhỉ, di chuyển pha hơi ẩu ấy, giống như các bạn này. Nhìn toàn hàng thơm quá nhỉ. Ui thôi mấy anh Vân này, chết đi giết nó anh em ơi. Chạy rồi, nó bảo nó cướp rồng của mình, sau đó mình không có trừng phạt. Anh em mình mang mãi đánh trong trụ kia quá.
Khí quá. Máu mình ít quá, không dám ra chỗ thằng Eon ra, sợ nó bổ với chết cả mình. Thôi chịu khó farm vậy, farm hút lại máu nha, hút lại tí máu rồi chắc mình farm trong vòng rừng mình đủ máu thì mình sẽ lại ra đường ganh tiếp, chứ giờ ít máu quá. Farm một tí là hồi đủ máu rồi, có thể ra đường ganh được rồi. Nhưng pha này mình thấy cái mít thơm hơn này, là mít thơm hơn này, không có ai đép chủ mít thì lại ít máu. Ui, con Triệu Vân nó như kiểu là khắc chế của con Na ấy, em nó nhìn mình đâu nào nó bổ bất dậy không chứ vậy. Mẹ tí tôi pha mao tiền tôi chém ra thì biết tại sao nó không chịu được, nhìn mình cái đồ nào nó bổ mình đấy. Và nó là tá tốc biến nhanh quá, đứng trong bụi này đúng không nào, cậu bổ được tôi chứ cậu bổ hôm sau được 4-5 người. Cô coi eo xù sau đít bắn được cái tí nhìn thấy ông bà tổ tiên luôn, lại về sao lại thôi. Lần này chắc không ai cướp được mình con rồng rồi, mất một con chứ một trận mất nhiều cũng chửi rồi đấy. Anh em đồng đội nó chửi nó khinh thường ấy, đi rừng đi mà toàn lại mất rồng. Tranh chấp không có trừng phạt, anh em phải thông cảm. Eo su, lần này bạn đi một mình mà. Trời, một cái ulti, một cái tốc biến rồi, không kéo chết ngược mình rồi. Ui chú, con tố 2 lít kia. Rồi, nó đặt một quả choáng vào chân là mình khững mà nhịp mình không nhảy được. Một quả choáng, một quả câm lặng. Không sao, mình vẫn xanh á. Chết ra chết nữa, chết ra làm lại. Nát phải ra làm lại tìm con Aelit trả thù. Sau đó mình chết là do con Aelit nó. Nó choáng chứ không phải à. Để tìm nó trả thù thôi. Ghim nó. Anh em chơi game thì đừng để thù hằn cá nhân vào nhá, dễ thua game lắm anh em, mà thù thằng nào mà anh em cứ đuổi theo nó ham giết nó dễ chết lắm, dễ thua game ấy lắm. Đánh phải tỉnh táo lên, cái đầu nó phải linh hoạt lên, chứ còn để thù hằn cá nhân nó vào thì kiểu đánh cứ kiểu tham nó đi giết nó trả thù nó ấy, sẽ bị lật game lắm. Mình nhiều lần thế rồi mình kiểu ghét, thế nó bắt đầu mình cứ đi tìm nó mình đánh thôi, bỏ hết cả lính các kiểu, nên là rất dễ bị thua, bị lật kèo. Mình nói là mình ghét Aelit rồi chứ đấm bụng không là dễ toàn lắm, cứ tìm chém Aelit thì dễ toàn lắm. Thôi mình lấy ông chịu mình té, mình nên cái dìu mình tự tin ở lại lắm. Nào Eron, lần này cậu chạy được nữa không, cậu chạy tôi từ nãy là mấy lần rồi đấy. Nào thôi chết rồi, cuối cùng mình mới là thằng chạy. Trời ơi, chém sau đó không đủ đam kìa, nó đúng một máu mình hết chiêu không dướng được rồi như nào nữa. Mình chỉ cần bước một bước nữa là nó bắn chết đấy. Thật sự bước một bước nó bắn thường là chết đấy.
Mình chém thường được một cái nữa vào người nó cũng chết, nhưng mình không chạm được vào người. Lại thằng nữa này. Thôi té. Té gấp. Lại đi hút máu lại thôi. Chắc mình phải về quá hết quái để hút máu rồi. Không còn gì để hút máu để hồi máu nữa rồi. Về lấy máu thì mình ra chiến tiếp nhé anh em nhé. Giai đoạn này thì anh em để lính rất quan trọng nha. Cái giai đoạn này này, anh em mà để lính thấp thì dễ thua lắm. Quân lai anh em phải cố gắng đẩy cao lính. Giai đoạn này cố gắng đẩy cao. Anh em mà nhìn thấy anh em khác bỏ đường, anh em cố gắng đẩy cao nhé. Chắc chắn là khi mà lính cao ấy thì đội nào eo su cậu thoát tôi nhiều lắm rồi đấy. Anh ấy đứng đây làm gì vậy? Ừ, chỗ này anh ấy có trâu gì? Nên cái ấy mà nên cái ấy nó không có đam đấy, dìu à, nên cái dìu ít đam quá chém anh ít không vào đam. Tại con anh ít nó nên đổ cũng trâu. Thì đang câu chuyện là anh em phải cố gắng để lính cái giai đoạn mà anh em bỏ đường đi đánh nhau nhiều này, tầm phút thứ 6 đổ ra ấy, các bạn nên bỏ đường đi giao tranh rất nhiều. Thì anh em phải cố gắng đẩy lính cao. Khi mà lính cao ấy thì team mình mà thắng giao tranh có thể thắng được, team bạn thắng giao tranh thì không thể thắng được vì không có lính mà. Không có lính mà khi mà mình ép lính cao được một đường lên ấy, thì chắc chắn là phải có một người về thủ. Bên bạn chắc chắn phải có một hoặc là có thể đến hai người về thủ, hoặc họ kéo cả team về bắt đấy. Khi mà nếu mà một hai người về thủ thì mình sẽ vòng lại để giao tranh, thì team mình chắc chắn sẽ hơn người. Và cái lợi thế của việc lính cao nhá, đẩy lính cao tốt thì anh em có lợi thế đấy nha. Vân làm gì đây? Vân nào à? Thôi bỏ đi. Còn Nero thì nó cũng trâu lắm. Kinh công được này mọi người ơi, kinh công đi, bên họ mất Vân rồi mà. Bên họ mất rừng rồi, cơ hội này mọi người. Lô. Gặp cái tem nó máu rau xanh, máu combat quá. Thì em mình bây giờ khá lợi thế rồi, ăn được con kinh công mình thấy lợi thế lắm rồi, không biết có em được không. Bên mình còn có cả đi rác ép trụ rất khỏe nhé, mình rất thích bạn, rất thích con đi rác này, khả năng ép trụ của nó. Trắng máu luôn, mình phải về thôi, máu này thì không làm gì được rồi. Ra ngoài hút máu lại. Vẫn ít quá, thêm tí nữa thì đẹp. Đâu rồi, đâu su đâu, không đẹp à? Ồ, thế chắc clip của mình kết thúc ở đây rồi. Bạn ấy không đẹp nhà, bạn ấy chắc cảm không đẹp được hay sao ấy. Mọi người thấy clip của mình hay thì mọi người giúp mình xin một like, một đăng ký kênh nha. Cảm ơn tất cả mọi người.